Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Rock Channel của mình. Ok, ngày hôm nay là tới cái sự kiện nhanh tay lẹ mắt anh em. Cái sự kiện này thì cái luật chơi nó chả có gì cả. Nói chung là nó rất là đơn giản. Chủ yếu nó phụ thuộc vào cái IQ của anh em thôi, chứ không có liên quan gì đến cái kinh nghiệm cả. Mặc dù vậy thì mình vẫn chia sẻ một số cái mẹo. Nó chính là ở cái cá nhân mình chơi thì anh em nên xếp ở cái ngoài viền trước, sau đó mình sẽ xếp ở giữa sau. Thì nhìn chung là cái cách xếp nó rất là dễ hơn. Ok, thì không biết là cái này đạt rank 1 thực sự là rất là khó, không hiểu vì sao mà có nhiều ông lại xếp được ở cái thứ hạng chỉ có 30 giây, 40 giây. Không thể hiểu được cái IQ rất là kinh khủng anh em. Ok, bây giờ anh em sẽ cùng xem mình xếp như thế này. Ok, clip đến đây là hết rồi. Nếu mà anh em thấy hay cho mình xin một like, một sub kênh để mình có động lực mình làm những video tiếp theo chia sẻ cho anh em. Rồi, xin chào anh em nhé.